Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững vừa diễn ra thành công. Đây là lần thứ 3 Diễn đàn Kinh tế Xã hội được tổ chức tiếp nối thành công của Diễn đàn năm 2021-2022, cung cấp nhiều luận cứ khoa học có tính thực tiễn cao, định hướng hữu ích. Qua đó đã giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan ra soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế chính sách đủ mạnh, quyết liệt để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoài điểm cầu chính, diễn đàn còn kết nối với 6 điểm cầu của các học viện, trường đại học trong nước. Các ý kiến tại diễn đàn sẽ được tổng hợp để tiếp thu, phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6 của Quốc hội tới đây. Chính phủ đã quyết định cấp hơn 3.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2023. Đó là các địa phương Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Đắk Lắk và Cao Bằng. Khối lượng gạo mỗi tỉnh được nhận từ hơn 100 tấn đến hơn 900 tấn. Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Tại cuộc họp Hội đồng Điều phối vùng Tây Nguyên diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh cần phải có một cơ chế đủ mạnh và hiệu quả để thúc đẩy sự phát triển của cả vùng. Trước mắt, các địa phương cần tập trung triển khai kết nối giao thông nội vùng và kết nối giữa vùng với khu vực phụ cận như thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ven biển miền Trung, cùng với phối hợp thu hút đầu tư chung, quan tâm tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, tăng cường liên kết vùng nguyên liệu và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh cũng như quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho chuyển đổi số. Trong tuần, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về phương án thi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, kỳ thi sẽ được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 vừa qua. Đối với kỳ thi năm 2025 là năm bắt đầu thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, sẽ có một số thay đổi. Tổng cộng sẽ có 17 môn thi là những môn học đang được đánh giá bằng điểm số. Dựa trên tổ hợp mà các em đang lựa chọn, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tính toán các phương án để thí sinh chỉ thi một số môn bắt buộc và tự chọn trong số 17 môn trên. Bộ vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của xã hội về kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 trước khi trình chính phủ quyết định. Không được để thiếu thuốc và vật tư, hóa chất, thiết bị phòng chống dịch đau mắt đỏ. Yêu cầu của Bộ Y tế trước tình hình dịch đau mắt đỏ gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Bộ cũng yêu cầu các tỉnh thành cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, tổ chức hướng dẫn các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp và cộng đồng, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Để trẻ em được đón một Tết Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh, Cục Trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Đặc biệt đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, ngộ độc khi trẻ em sử dụng các đồ chơi trung thu có nguy cơ cháy nổ cao như đèn lồng đốt nến, bóng bay chứa khí dễ cháy nổ, pháo hoa. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc cho trẻ em khi sử dụng các loại bánh kẹo, trái cây, đồ uống được sử dụng trong dịp Tết Trung thu. Bên cạnh đó, các địa phương đơn vị cần bảo đảm an toàn giao thông trên một số tuyến đường có số lượng trẻ em, người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Trung thu.